ngồi mình làm. Nhiều con, nhiều người bệnh lắm. Mang cái ảnh của bà mà mình chữa ấy. Cái mà cháu có hôm qua bà xếp gọn vào đấy. Cái quảng cáo của mình. Dạ, dạ. Đi ra đây mà làm tội gì. Mình đi dần để cho người ta biết tên tuổi mình á. Dạ. Đi thế mình ngồi mình trực tiếp mình phát ca thơ. Thấy không? Dạ. Người ta đi qua mình cứ đưa cho họ ca thơ thôi. Phát được rất nhiều. Mở được không này? Nói ngay con mở được không?